Trên đỉnh núi cao có một người, chỉ có một người chơi xe. Ở đã sớm không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa chơi xe. Ở nơi ấy đàn mây trắng nhờn nhớ quanh đồi, một con đường nhỏ, một RCK. Ở nơi đây, ở đã sống cuộc sống yên bình. Anh nghèo, không có ít tiền chơi xe. Khi leo lên vàng hòn đá làm xuống chân người rất phê. Ôi, chơi RC, yêu rừng cây ngọn núi khe lược chảy. Tôi yêu đợt xe không còn cô đơn, không buồn không vui. Tôi chơi đợt xe chợt thấy lao lòng về giấc mơ. Ôi đợt xe, đợt xe. Đợt xe là rất phê các bạn ạ. Nghe không? Đấy, mình đang cho xe leo lên một cái cung rất là khó. Nếu mà lái xe thật như này thì cảm thấy rất là nguy hiểm và sợ. Cực kỳ nguy hiểm luôn, dốc dựng đứng 4-5 độ. Người đi còn khó nữa là xe. Cực kỳ vất vả leo lên cung này luôn. Đấy, trên có mấy chú bé dân tộc đang đợi mình ở trên kia để chinh phục cái cung đường này. Cảm giác lái những chiếc xe địa hình này thật là tuyệt vời và thú vị. Nó đem đến cho mình những cái cảm giác rất là nhỏ, những chi tiết rất nhỏ, sự chuyển động về các hệ bánh xe thụt lên xuống. Cái cảm giác điều khiển một con xe khi bạn đứng ở ngoài, bạn nhìn thấy cái sự chuyển động nó thì nó rất là thích. Còn khi mà lái xe thật thì bạn chỉ là cái cảm giác phía bên trong cabin thôi. Mọi thứ nó phụ thuộc vào cái độ cảm nhận nhạy bén của bạn. Ngoài này thì bạn thực sự là được chơi một con xe thực thụ luôn. Nó sẽ giúp bạn nhìn được toàn bộ tổng thể của một chiếc xe khi nó chạy. Hôm nay tôi sẽ vừa chơi vừa tâm sự với các bạn cái mà sở thích của tôi về cái thú chơi mô hình điều khiển từ xa này, và tập trung vào nó là những chiếc xe mà địa hình, vượt địa hình, những chiếc xe nó khá là giống ở ngoài đời thật. Vì sao tôi lại thích những cái chiếc xe này? Vì nó khá là hoang dã, ở trong nó rất là đàn ông, nhìn nó khỏe mạnh, nó chuyên phục vụ để đi off hoặc đi phượt. Và tôi rất thích mang những chiếc xe này đi theo mình trong những chuyến đi phượt, những chuyến dã ngoại, và đưa nó lên những cái khung cảnh rất là đẹp, tuyệt vời như thế này. Bạn thấy không? Khung cảnh cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe của bạn ở trong một cái khung cảnh hùng vĩ như này, mà bạn được ngắm nhìn nó, không phải là thay vì là cái bạn ngồi ở trong chiếc xe cabin của mình hàng ngày rồi thì bạn ngắm qua cái ô cửa sổ, như bây giờ bạn nhìn được cả toàn bộ chiếc xe của mình ở trong một cái khung cảnh nó hùng vĩ, nó hoành tráng như thế này. Thực sự là rất thích. Đấy là cái trong một trong những sở thích của tôi về thú chơi này. Tôi có thể mang nó đi khắp mọi nơi, những cái chỗ nào hay, khe suối hoặc là những cái địa hình nào đẹp, tôi có thể quay phim, có thể là chạy thưởng thức nó ở đấy, ngắm nhìn ở đấy. Nó khác hoàn toàn luôn so với những cái việc mà bạn chơi ở những cái địa hình bình thường nhé. Ở đây nó là một cái cảm giác cực kỳ khác luôn. Nó hưng phấn vô cùng luôn. Mặc dù những chiếc xe của mình cũng chỉ chạy một cách chuyển động, một cách từ từ thôi. Để chơi những chiếc xe này thì bạn cần phải có những cái kỹ năng về lái, về di chuyển chiếc xe, làm sao trông cho chiếc xe nó phải tiến lùi, bánh lái, đặt lái, thứ sao nó phải rất là thật. Đó, chỉ
thì đấy là cái nghệ thuật của người chơi. Nếu mà mình mà chơi mà mình chơi như cậu bé vớ được cái khiển xe này, cứ tiến lùi tiến lên tiến xuống rồi không có cái sự điều khiển, gọi là điều khiển mà, thì mình phải là cái nghệ thuật điều khiển của mình nó phải rất là hay và hợp lý, thì mình mới tìm ra khám phá ra những cái thú vị trong cái trò chơi này. Thế còn nếu mà chỉ có dừng ở lại mức độ off tiến lùi và chạy tốc độ cao ấy, thì nó cũng không mấy là thú vị. Càng chơi thì tôi càng thấy là mình cần phải trau dồi thật nhiều hơn nữa về các kỹ năng lái xe, làm sao để đưa xe thoát được những cái địa hình nó phức tạp, làm sao lái để trông chiếc xe nó chuyển động một cách rất là đẹp, chứ không phải là lái để cho nó trông nó như một cái đồ chơi. Bạn phải làm sao lái nó như một chiếc xe thật, đấy là điều rất quan trọng, để càng ngày các bạn thấy khám phá ra nhiều thứ hay hơn, để chiếc xe của mình cần phải độ thêm, cần phải làm thêm cái gì đó cho nó hay. Đấy, đấy là một trong thứ mà hôm nay tôi muốn nói với các bạn là như vậy. Ok, đây khung cảnh đấy rất là đẹp, tuyệt vời. Chúc mọi người sẽ sớm tìm được một chiếc xe ưng ý cho mình.